Tiểu sử của Đức Giám mục Bartolomeo Nguyễn Sơn Lâm, nguyên giám mục chính tòa giáo phận Đà Lạt và giáo phận Thanh Hóa. Kính thưa cộng đoàn, Đức cha Bartolomeo Nguyễn Sơn Lâm sinh ngày 13 tháng 8 năm 1929 tại xã Nga Điền, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, thuộc giáo xứ Điền Hộ, giáo phận Thanh Hóa. Thân phụ của ngài là ông cố Phêrô Nguyễn Hữu Phương và thân mẫu là bà cố Maria Magdalena Trần Thị Khiêm. Ông bà cố có 8 người con, trong đó Đức cha Nguyễn Sơn Lâm là người con thứ hai và là trưởng nam. Trong gia đình, ngoài Đức cha đi theo con đường tu nghiệp, còn có người em trai là Linh Mục Giuse Nguyễn Hữu Duyên. Ngày 13 tháng 8 năm 1940, cậu bé Nguyễn Sơn Lâm bắt đầu nhập học tại Tiểu chủng Viện Ba Làng Thanh Hóa cho đến ngày 11 tháng 6 năm 1949. Sau khi hoàn thành chương trình Tiểu chủng Viện, chủng sinh Nguyễn Sơn Lâm được cử đi hỗ trợ mục vụ tại giáo xứ Đa Minh cho đến năm 1951. Từ năm 1951 đến năm 1954, chủng sinh Nguyễn Sơn Lâm học tại Đại chủng Viện Xuân Bích Hà Nội và cùng với chủng viện di cư vào miền Nam năm 1954. Thầy tiếp tục theo học tại Đại chủng Viện Xuân Bích Vĩnh Long, rồi sau đó chuyển đến học tại cơ sở Thị Nghè cho đến năm 1957. Ngày 29 tháng 6 năm 1957, thầy phó tế Bartolomeo Nguyễn Sơn Lâm được phong chức linh mục tại nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn. Do Đức cha Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền, giám mục đại diện tông tòa hạt đại diện tông tòa Sài Gòn chủ sự. Sau khi được phong chức linh mục, cha Bartolomeo Nguyễn Sơn Lâm được bổ nhiệm làm tuyên úy trại Trần Hưng Đạo, đồng thời quản lý tờ báo Tinh thần Đặc san Công giáo của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Ngoài ra, ngài còn là thành viên tích cực của nhóm hoạt động văn hóa. Năm 1959, cha Bartolomeo Nguyễn Sơn Lâm được cử đi du học tại nước Pháp, sau đó ngài tiếp tục du học tại Roma. Đến năm 1960, cha Nguyễn Sơn Lâm gia nhập tu hội Xuân Bích. Năm 1961, ngài tốt nghiệp văn bằng cử nhân thần học và năm 1963, ngài tốt nghiệp tiến sĩ triết học. Năm 1964, cha Bartolomeo Nguyễn Sơn Lâm về Việt Nam và làm giáo sư tại Đại chủng Viện Xuân Bích Vĩnh Long. Năm 1944, ngài được bổ nhiệm làm giám đốc Đại chủng Viện Xuân Bích tại Kim Long Huế. Vì hoàn cảnh chiến tranh, nhiều lần chủng viện sắp xếp cho các linh mục giáo sư và chủng sinh di tản. Tuy nhiên, cha Bartolomeo Nguyễn Sơn Lâm đều quyết định ở lại. Ngài thường nói câu quen thuộc, tôi ở lại giữ nhà. Cha Nguyễn Sơn Lâm là người quản lý đại chủng viện trong giai đoạn chiến sự ác liệt, với các chiến dịch Tết Mậu Thân 1968 và mùa hè đỏ lửa 1972. Ngày 30 tháng 1 năm 1975, Tòa Thánh thông báo bổ nhiệm linh mục Bartolomeo Nguyễn Sơn Lâm đang là giám đốc Đại chủng viện Xuân Bích Huế làm giám mục chính tòa giáo phận Đà Lạt. Thánh lễ tấn phong giám mục cho Đức cha tân cử Bartolomeo Nguyễn Sơn Lâm được cử hành vào ngày 17 tháng 3 năm 1973 tại nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn. Chủ phong là Đức Tổng giám mục Henry Lemache, không sứ Tòa Thánh. Hai giám mục phụ phong là Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Bình, Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn và Đức cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, giám mục chính tòa giáo phận Nha Trang. Khẩu hiệu của tân giám mục là chân lý trong bác ái. Ngày 19 tháng 3 năm 1975, Đức cha Bartolomeo Nguyễn Sơn Lâm chính thức nhận giáo phận Đà Lạt. Thánh lễ nhậm chức được cử hành tại khuôn viên nhà thờ chính tòa Đà Lạt trong bối cảnh cư dân tại thành phố bỏ đi do hoàn cảnh chiến sự. Sau khi nhận giáo phận, Đức cha quyết định cho các chủng sinh tạm lánh về gia đình. Trong năm đầu tiên về Đà Lạt, Đức cha Bartolomeo Nguyễn Sơn Lâm đã bổ nhiệm linh mục Giuse Võ Đức Minh làm thư ký tòa giám mục cho đến năm 1991. Ngày 1 tháng 4 năm 1975, Đức cha viết thư chung đầu tiên gửi đến giáo dân giáo phận Đà Lạt với mục đích khuyến khích giáo dân tìm ra ý định của Thiên Chúa và sống tốt đẹp trong hoàn cảnh hiện tại. Ngày 19 tháng 4 năm 1975, Đức cha ra thư chung thứ hai đề cập đến việc chính quyền mới đã thiết lập tại hai tỉnh hành chính thuộc giáo phận. Ngài nêu ra quan điểm trước những hoài nghi về việc liệu Công giáo có thể phát triển và tồn tại dưới chính quyền mới.
bằng việc khẳng định niềm tin vào chính sách tự do tôn giáo của chính quyền cách mạng và đề cập đến việc Giáo hội Bắc Việt Nam cũng có sinh hoạt tôn giáo. Nói về vấn đề học tập cải tạo, Đức cha Bartolomeo Nguyễn Sơn Lâm nêu cảm nghĩ rằng việc học tập sẽ vất vả và khó chịu, nhưng cũng có nhiều mặt tốt. Và Ngài nêu thêm, như việc học này, các cán bộ có nhiều đức tính đáng phục và đáng mến. Tuy vậy, Ngài bảo vệ quan điểm những tư tưởng duy vật và vô thần không nên theo, và nhận định có nhiều người chỉ là vô thần và duy vật trong danh từ, và cho rằng họ cũng có niềm tin tinh thần, lý tưởng và tương lai tốt đẹp của nhân loại. Ngày 1 tháng 5 năm 1975, Đức cha viết thư chung số 3 gửi giáo dân trong giáo phận. Ngài kêu gọi giáo dân tăng tình yêu mến giáo hội hữu hình, kêu gọi mọi người đoàn kết, sống đức tin công giáo cách mãnh liệt trong thời đại mới. Cuối thư, Đức cha kêu gọi giáo dân hăng say phát triển thế giới đại đồng, tăng cường hoạt động bác ái. Ngày 22 tháng 5, Đức cha Bartolomeo Nguyễn Sơn Lâm viết thư gửi đến các linh mục, xác định rõ ràng việc phải duy trì cử hành bí tích thánh thể trong giai đoạn khó khăn. Ngày 24 cùng tháng, Ngài viết thư tay gửi đến các tu sĩ dòng Salesians nói về tình trạng giới trẻ đã vụt khỏi sự quản lý của giáo hội và việc giáo dục giới trẻ trong thời đại mới. Trong thư gửi các linh mục, Ngài còn đề cập đến những ưu tư của hàng linh mục, đó là chỗ đứng trong chế độ mới. Đức cha đánh giá rằng các linh mục không ai còn luyến tiếc thời kỳ vàng son, không cần các đặc ân cũ và thực thi đời sống hy sinh, khó nghèo bằng việc lao động. Ngài cũng đề cập đến việc các linh mục ưu tư về việc sống trong chế độ mới. Đức cha dẫn ra nhiều câu chuyện trong Kinh Thánh nhằm củng cố niềm tin cho các linh mục, phân tích thiên thời, địa lợi và nhân hòa trong hoàn cảnh sau chiến tranh. Ngài cũng kêu gọi các hoạt động tích cực biểu thị não trạng và bộ mặt khác với chính trị, cùng với thời gian để xóa bỏ định kiến, giúp xóa bỏ nghi ngờ. Gạt bỏ sợ hãi, bi quan, nghi ngờ để tin tưởng và phó thác vào Thiên Chúa. Trong thời gian thường huấn các linh mục giáo phận Đà Lạt vào tháng 6 năm 1975, Đức cha đề cập đến 4 đặc tính công giáo trong giáo phận. Ngài cũng đề cập đến năng quyền đặc biệt của giám mục khi mất liên lạc với tòa thánh là được chọn và tấn phong giám mục phó. Đức cha cũng đề cập đến việc tu trì cho các thanh niên và đề nghị các linh mục chú ý chăm sóc các thanh niên có chí hướng tu trì. Thư chung số 6 viết năm 1976 gửi đến giáo dân giáo phận Đà Lạt, Đức cha Bartolomeo Nguyễn Sơn Lâm dành riêng cho các giáo dân tham gia đến các vùng kinh tế mới. Ngài động viên giáo dân với niềm tin Kitô giáo rằng Thiên Chúa và các thánh thiên thần sẽ luôn ở cùng họ và hỗ trợ họ xây dựng tương lai, kiến tạo xã hội mới cho dân tộc. Vì vấn đề sinh hoạt tôn giáo ở vùng đất mới gặp khó khăn, Đức cha có các quyết định nhằm hỗ trợ giáo dân sống đời sống công giáo trong hoàn cảnh mới. Ngài cũng bày tỏ tương lai đầy tính hứa hẹn về vùng đất kinh tế mới thông qua câu chuyện về ông Abraham vâng lời Thiên Chúa xây dựng một nơi sinh sống mới. Nhân dịp lễ Thánh Giuse lao động năm 1976, Đức cha Bartolomeo Nguyễn Sơn Lâm có thư viết về đề tài này. Ngài đề cao sự việc nhập thể của Chúa trong gia đình người lao động và tình yêu của Chúa dành cho những người lao động nghèo khó. Đức cha kêu gọi giáo dân bắt chước Thánh Giuse yêu mến việc lao động, tôn trọng, không khinh thường rẻ rúng thành phần lao động. Ngài cho rằng trên phương diện tôn giáo, lao động thật đúng là vinh quang và nêu ý nghĩa lao động là hiến sức mình để dựng nước, dựng nhà, dựng quê hương dân tộc và cả thế giới bằng tình yêu lao động. Sau năm 1975, 11 giáo sư và 2 tu huynh người nước ngoài bị buộc rời khỏi Việt Nam. Quyền quản trị giáo hoàng học viện Thánh Pio X Đà Lạt được trao lại cho Đức cha Bartolomeo Nguyễn Sơn Lâm từ ngày 30 tháng 8 năm 1975. Để thay thế các giáo sư ngoại quốc, Đức cha cho mời một số linh mục người Việt Nam điều hành học viện và huấn luyện chủng sinh. Học viện duy trì được thêm 2 năm đến ngày 9 tháng 8 năm 1977. Cũng trong thời gian khó khăn này, Đức cha đã chuyển chức được cho 6 linh mục vào ngày 25 tháng 1 năm 1977. Trong kỳ tĩnh tâm cho các linh mục giáo phận Đà Lạt năm 1977, Đức cha triển khai ý tưởng mới về vai trò của giáo dân trong giáo hội. Ngài cho rằng cần chia sẻ quyền điều hành trong giáo hội cho giáo dân, ví dụ như các việc quản lý chủng viện, tòa giám mục, kể cả giảng dạy phần lớn bộ môn trong tiểu chủng viện,
các bài huấn đức về việc tu trì, đời sống gia đình và đối nhân xử thế. Đức cha quan niệm nếu thực hiện được những việc trên, cái nhìn giáo hội có hai giai cấp, thiểu số lãnh đạo và đa số phục tùng sẽ dần biến mất. Ngài lần lượt triển khai các nội dung chính trong thư, giáo hội nhìn giáo dân và giáo dân đáp lại cái nhìn từ giáo hội. Sau khi Đức giáo Hoàng Gioan Phaolô I qua đời tháng 9 năm 1978, Đức cha Bartolomeo Nguyễn Sơn Lâm viết thư mục vụ loan báo tin này, đồng thời kể lại khái quát về cuộc đời và dư luận xung quanh Đức cố giáo hoàng. Đức cha Bartolomeo Nguyễn Sơn Lâm từng được chính quyền Việt Nam đề cử làm Tổng giám mục phó Tổng giáo phận Hà Nội trong giai đoạn từ năm 1978 đến năm 1981, trong thời kỳ Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn chưa có giám mục phụ tá Francisco Xavier Nguyễn Văn Sàng. Nhân dịp đầu năm mới âm lịch năm 1980, Đức cha Bartolomeo Nguyễn Sơn Lâm viết thư chúc Tết gửi đến các tín hữu giáo phận Đà Lạt. Ngài kêu gọi giáo dân trong năm mới này cần sống tốt đời đẹp đạo, đồng thời Đức cha cũng loan báo về chuyến viếng thăm tòa thánh Ad Limina mà Ngài sẽ tham dự. Đức cha cũng kêu gọi giáo dân đồng hành, mỗi gia đình cộng tác với giáo xứ để giáo dục đức tin công giáo cho con trẻ trong nhà. Ngài cũng chúc cho các thanh niên trưởng thành về nhân đức để trở thành những con người có ích cho giáo hội và xã hội. Nói về năm mới với nếp sống mới, Đức cha kêu gọi vận dụng đạo vào đời, làm phong phú cuộc sống trần thế. Trong thư mùa chay năm 1980, Ngài tiếp tục nói về chủ đề hôn nhân công giáo. Đức cha nhắc nhở tín hữu, một gia đình thánh thiện cần có Thiên Chúa ở giữa gia đình, và mỗi gia đình cần có vị trí cho Kinh Thánh và Thánh Giá, vị trí xứng hợp tại bàn thờ. Ngài cũng dành thời gian nói về chủ đề hôn nhân khác đạo, kế hoạch hóa gia đình theo chủ trương của giáo hội công giáo. Đức cha còn kêu gọi giáo hữu đóng góp vào công ích xã hội, bảo vệ ngôi nhà Việt Nam, làm cho đất nước ngày càng giàu mạnh. Sau chuyến viếng thăm Ad Limina, dịp cận kề lễ Giáng sinh, Đức cha Bartolomeo Nguyễn Sơn Lâm viết thư gửi giáo dân Đà Lạt. Trong thư, Ngài trích dẫn lời của Đức giáo Hoàng Gioan Phaolô II với giáo dân, hãy biết trông cậy vào Thiên Chúa, đồng thời yêu nước thương nòi, phục vụ quê hương cách can đảm và chân thành. Ngài cũng kêu gọi giáo dân nhiệt tình với đất nước, hợp nhất với đồng bào, để mọi người được chung hưởng hạnh phúc là mục đích của việc Thiên Chúa Giáng sinh. Trong những năm đầu tiên quản lý giáo phận, Đức cha Bartolomeo Nguyễn Sơn Lâm luôn chú trọng việc đào tạo linh mục. Các bài giảng tĩnh tâm và thường huấn linh mục là ý nghĩa và cách thi hành tác vụ linh mục. Ngài cũng chú trọng củng cố đời sống phụng tự và hợp nhất của linh mục đoàn giáo phận. Sau khi Việt Nam bước vào thời đổi mới, Đức cha Nguyễn Sơn Lâm cho mở rộng tòa giám mục nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của linh mục và tu sĩ, chấp nhận cũng như hỗ trợ xây dựng các nhà thờ công giáo thuộc giáo phận. Đức cha cũng quan tâm đến vấn đề truyền giáo và khai triển nhiều điểm truyền giáo mới. Năm 1988, Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn cử Đức cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang cùng Đức cha Bartolomeo Nguyễn Sơn Lâm và Đức cha Phaolô Huỳnh Đông Cáp đến Roma tham dự thánh lễ tuyên phong hiển thánh cho các thánh tử đạo Việt Nam, nhưng chính phủ Việt Nam không cho phép. Trong thời kỳ quản lý giáo phận Đà Lạt, Đức cha Bartolomeo Nguyễn Sơn Lâm củng cố đời sống phụng tự tôn giáo và xây dựng hàng linh mục trong tinh thần yêu thương và hiệp nhất. Ngài cũng chú tâm đến việc giáo dục giáo dân thông qua việc tĩnh tâm linh mục với các đề tài về sứ vụ tiên tri và tư tế của linh mục. Đức cha cải thiện và thúc đẩy phát triển đời sống tôn giáo, chăm sóc đời sống tinh thần, hướng dẫn chủng sinh theo đường hướng công đồng Vatican II. Đức cha làm đơn xin sửa chữa các cơ sở tôn giáo và hỗ trợ tài chính xây dựng các công trình này. Ngoài ra, Đức cha cũng góp phần vào thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 1980 với đường lối sống phúc âm giữa lòng dân tộc. Sau khi Việt Nam tiến hành chính sách đổi mới, Đức cha cho mở rộng tòa giám mục để hỗ trợ công việc mục vụ cả trong và ngoài giáo phận Đà Lạt với tên gọi Nhà Tông Đồ, khánh thành vào cuối tháng 8 năm 1991. Theo số liệu thống kê năm 1994, giáo phận Đà Lạt có 151.146 giáo dân trong tổng số dân cư khoảng 650.000 người, có 80 linh mục chiều, 41 linh mục dòng và 503 tu sĩ, cùng 64 giáo xứ và 90 nhà thờ.
ngày 23 tháng 3 năm 1994, Tòa Thánh công bố quyết định thuyên chuyển và bổ nhiệm Đức cha Bartolomeo Nguyễn Sơn Lâm về làm giám mục chính Tòa Giáo phận Thanh Hóa. Việc bổ nhiệm này là lần đầu tiên một giám mục miền Nam ra cai quản giáo phận ở miền Bắc. Thánh lễ nhận sứ vụ mới được cử hành ngày 24 tháng 6 năm 1994. Đồng tế trong thánh lễ có 15 giám mục, 200 linh mục, cùng với sự tham dự của hơn 30.000 giáo dân. Ngay trong ngày tiếp quản giáo phận, Đức cha đã cử hành nghi thức phong chức linh mục cho 12 chủng sinh tốt nghiệp vào tháng 5. Nhiều linh mục Đà Lạt quyết định chuyển ra Thanh Hóa cùng với Đức cha Nguyễn Sơn Lâm để hỗ trợ ngài trong việc quản trị giáo phận mới. Sau khi chính thức nhậm chức giám mục giáo phận Thanh Hóa, Đức cha Bartolomeo Nguyễn Sơn Lâm tiến hành tổ chức các chuyến thăm mục vụ các giáo xứ trong giáo phận. Các chuyến viếng thăm này giúp ngài nhận định được tình hình khó khăn cả về cơ sở tôn giáo lẫn đời sống giáo dân. Giáo phận Thanh Hóa thời điểm này chỉ còn 13 linh mục. Các cơ sở tôn giáo như nhà thờ chính tòa, tòa giám mục, các nhà thờ giáo xứ, giáo họ đều hoang tàn. Trong thời gian cai quản giáo phận, Đức cha Bartolomeo Nguyễn Sơn Lâm góp phần cải thiện đời sống tinh thần cho giáo dân. Ngài quan tâm cải thiện cả về đời sống tôn giáo lẫn đời thường. Một số công tác xã hội có thể kể đến là ngài mời chuyên gia thánh nhạc và giáo lý để đào tạo ca viên và giáo lý viên, xin học bổng từ Enfant du Mekong cho trẻ em nghèo và cho khai triển quỹ hỗ trợ các gia đình nghèo khó phát triển kinh tế. Đức cha cũng chú tâm đến công tác đào tạo linh mục cho giáo phận. Trong 9 năm đảm nhận vai trò giám mục Thanh Hóa, Đức cha Bartolomeo Nguyễn Sơn Lâm đã cải thiện con số 13 linh mục lúc nhậm chức lên con số 47 vị vào năm 2003. Ngoài ra, ngài xây dựng cơ sở vật chất như tòa giám mục, củng cố đại chủng viện Vinh Thanh, nhà dòng Mê Thanh Giá, nhà thờ các giáo xứ và các giáo họ. Đức cha cũng cải thiện đời sống tinh thần, đời sống đạo đức và đời sống vật chất cho giáo dân trong giáo phận. Đức cha chú trọng nhắc nhở giáo dân về vấn đề từ thiện xã hội, bác ái và truyền giáo, nhắc nhở các tu sĩ, linh mục về vấn đề mục vụ hàng tháng tại tòa giám mục thông qua hình thức tĩnh tâm. Từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5 năm 1998, Đức cha Bartolomeo Nguyễn Sơn Lâm là thành viên Thượng hội đồng giám mục Á Châu, nhóm họp tại Roma. Đức cha Bartolomeo Nguyễn Sơn Lâm còn giữ nhiều chức vụ quan trọng trong Hội đồng Giám mục Việt Nam như Chủ tịch Ủy ban Phụng tự của Hội đồng Giám mục Việt Nam từ khóa 3 đến khóa 5 năm 1986 đến năm 1995 và Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam khóa 6 và khóa 7 kéo dài từ năm 1995 đến năm 2001. Với vai trò Chủ tịch Ủy ban Phụng tự, Đức cha Bartolomeo Nguyễn Sơn Lâm đôn đốc việc hoàn thành và xuất bản sách lễ Roma, xin chuẩn nhận bản dịch các giờ kinh phụng vụ. Với vai trò Tổng thư ký Hội đồng Giám mục, ngài soạn thảo nhiều văn thư tài liệu và tham dự nhiều hội nghị quốc tế có liên quan. Thời kỳ đảm trách các vai trò trong Hội đồng Giám mục, Đức cha liên tục và vận động cho hợp thức hóa bản tin hiệp thông, bản tin được định nghĩa là tiếng nói của Hội đồng Giám mục. Giấy phép cho bản tin này được cấp vào cuối tháng 7 năm 2001 với số lượng được xuất bản là 100 bản. Đức cha Bartolomeo Nguyễn Sơn Lâm từng tham gia 4 chuyến viếng thăm Ad Limina trong suốt thời gian làm giám mục vào các năm 1980, 1990, 1996 và 2002. Đức cha Bartolomeo Nguyễn Sơn Lâm qua đời ngày 9 tháng 6 năm 2003. Sự ra đi của ngài được nhận định là gây bất ngờ vì Đức cha cố chỉ mắc bệnh tim và đang chữa bệnh trước khi qua đời. Nghi thức tẫn liệm thi hài Đức cha cố được tổ chức vào 15 giờ ngày 10 tháng 6 năm 2023. Sau 3 ngày được quan để các đoàn thể đến phúng viếng. Thánh lễ an táng được cử hành vào lúc 8 giờ sáng ngày 13 tháng 6 cùng năm. Đồng tế trong thánh lễ an táng có 20 giám mục, giám quản các giáo phận, các đức viện phụ và gần 500 linh mục. Tham dự thánh lễ và cầu nguyện cho Đức cha cố còn có các tu sĩ, chủng sinh, thân nhân của ngài cùng đông đảo giáo dân, tất cả đều đeo khăn tang. Thi hài của Đức cha cố được an táng tại nhà thờ chính tòa giáo phận Thanh Hóa. Tác giả Hồng Đức nhận định về Đức cha Bartolomeo Nguyễn Sơn Lâm. Thoạt nhìn vẻ bề ngoài, nhiều người kính phục Đức cha như một người đầy trí tuệ và nghiêm nghị,
chính tôi cũng có thời hơi sợ sợ khi gặp ngài. Thế nhưng khi đã gặp gỡ trò chuyện với ngài rồi, tôi mới thấy đằng sau dáng vẻ nghiêm nghị đó là tấm lòng nhân hậu của một người cha, không cầu kỳ khách sáo, luôn chân tình giản dị, mềm dẻo nhưng quả quyết. Và tôi hiểu ra rằng đó là điểm mạnh giúp ngài đối thoại với người khác, đưa giáo hội vượt qua những khó khăn và đi lên, tạo tình cảm và ấn tượng sâu xa trong lòng người đối diện. Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn nhận định Đức Cố Giám Mục Nguyễn Sơn Lâm trong lễ giỗ 20 năm của ngài như sau. Đức cha Bartolomeo là một con người thông minh, là một con người sắc sảo, một con người nhận định các vấn đề một cách chính xác. Và là một con người có những quyết định mạnh mẽ thì con người đó nó phải kèm theo cái sự nóng tánh. Ngài nóng tánh lắm. Anh em chúng tôi ở bên cạnh vì biết cho nên chịu đựng. Nhưng mà sau cái nóng tánh đó thì bao giờ ngài cũng tìm cách để mà làm dịu, để mà xin lỗi. Trong 16 năm ở Đà Lạt, ngài đã để lại một giáo phận sầm uất và sốt sắng. Trong 9 năm ở Thanh Hóa, ngài đã hồi sinh một giáo phận đang ngắc ngoải. Kính thưa cộng đoàn, như vậy, Đức cha Bartolomeo Nguyễn Sơn Lâm đã qua đời ở tuổi 71 với 47 năm linh mục và 17 năm trong sứ vụ giám mục. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho ngài sớm được về hưởng tôn nhan Chúa. Trên đây là tổng hợp những thông tin về tiểu sử của Đức cha cố Bartolomeo, chắc chắn là không thể tránh khỏi những thiếu sót. Nếu quý vị có thông tin cần bổ sung hoặc đóng góp ý kiến, xin vui lòng gửi cho chúng con bằng cách comment vào phần bình luận dưới video. Chúng con xin chân thành cảm ơn quý vị và cộng đoàn đã xem hết video này. Xin vui lòng chia sẻ video cho nhiều người cùng xem và đăng ký theo dõi kênh để đón nhận các bản tin mới nhất của Lòng Chúa Thương Xót.